sóng truyền hình analog vào cuối tháng 6. Tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã họp vào ngày 11 tháng 6 để triển khai công tác chuẩn bị ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, truyền hình analog. Tại các tỉnh nhóm 2, nhóm III và kế hoạch triển khai đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại các tỉnh nhóm IV. Theo kế hoạch 12 tỉnh nhóm III gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng Ninh Thuận sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát sóng chính từ 24 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2019 12 tỉnh nhóm này cũng sẽ ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại từ 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với 9 tỉnh thuộc nhóm 2 gồm Quảng Ninh Thái Nguyên Ninh Bình Bắc Giang Phú Thọ Đồng Nai Bình Thuận Ba Dịa Vũng Tàu Khánh Hòa sẽ ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại từ 24 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2019. Tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam cũng cho biết, đến thời điểm này, Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, đã phủ sóng DVB-T2 cho 12 tỉnh thuộc nhóm II nêu trên, truyền tải các kênh chương trình VTV1 đến VTV9, gồm 5 kênh HD và 4 kênh SD và 12 kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Vùng phủ sóng đã đáp ứng được nhu cầu thu xem truyền hình số của người dân. Đồng thời, công tác chuẩn bị hỗ trợ đầu thu truyền hình số STB tại 12 tỉnh đang được gấp rút triển khai, Bộ TT và TT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 12 tỉnh thuộc nhóm Iii. ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019, Bộ TT và TT đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký hợp đồng với nhà thầu theo tiến độ triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số DVB T2 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tại hộ gia đình tối thiểu 70% khối lượng trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019, hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng trước ngày 16 tháng 7 năm 2019, riêng tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi dự kiến hoàn thành 50% khối lượng hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng trước ngày 16 tháng 7 năm 2019. Gia Linh